Wow, chuột khỉ chưa nè cả nhà ơi, nhìn ngon ghê không, vàng ẻo luôn. Rồi hãy cháu xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. À, sáng hôm nay thì hai chú cháu đi móc bớt tiếp tục cả nhà, với lại đi có chuột hay là có cá gì hai chú cháu cũng bắt luôn. Nói chung thì có gì thì bắt cái đó cả nhà. Thì trước khi mà cả nhà và các bạn đi móc ếch thì hai chú cháu xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, xem video cho hai chú cháu rất là nhiều luôn. Bây giờ hai chú cháu xin mời cả nhà như cô chú anh chị và các bạn đi theo hai chú cháu đi móc ếch, đi săn bắt nha. Bữa nay đi săn bắt này, hai chú cháu sẽ đi theo cái cánh cái đánh này đúng chú? Hai chú cháu sẽ đi cái cánh này đi thẳng vào trong đó luôn đó cả nhà, đi thẳng vào trong đó, có thể dọc lên cũng có thể dọc xuống, tùy theo giờ mình đi theo cái hướng nào mà nó có nhiều thì mình đi theo cái hướng đó. Giờ ở trong đó giờ người ta cũng xạ lúa tùm lum tùm lá hết trơn à, thì mình vô mình xem cái chỗ nào được thì hai chú cháu đi. Thì nói chung đi vô trong đây cái dòng xuống dưới đây rồi đi chú ơi. Giờ mình với ông chú sẽ đi theo con đường này, con bờ đập này luôn nè cả nhà, đi thẳng vào trong đó, thẳng vào trong đó chút xíu quẹo xuống dưới đây. Nãy giờ hai chú cháu đi vô tới cánh trong đây cả nhà mà chưa có thấy cái nhớt gì trên giờ hai chú cháu sẽ đi theo cái con đường nước này để kiếm hang ếch. Rồi nãy giờ hai chú cháu đi kiếm hang ếch cũng chưa có thấy luôn cái hang nào hết trơn, giờ gặp chuột bắt luôn. Khoan chú ơi, để kiếm ém hang ếch đi, quá trời hang luôn, không biết sao hang hang ếch luôn cắn này, cắn đó không. Cắn dài cục đất ép thằng ếch luôn. Chỗ hang luôn vậy. Chưa kiếm thằng ếch xong nè. Dính chưa? Chưa. Ý là đang nắm đuôi nó vậy. Nhím cái đầu á. Nhím đầu. Đang kiếm thằng ếch. Chuột bây giờ mở lắm dữ lắm nghe cả nhà. Bây giờ mở với vài bữa nó cũng là hết luôn á. Tại vì giờ nó còn đang ăn vài cái lúa xanh nè. Đó. Uống chung. Uống ngu luôn. Bỏ vô. Đây đây cái túi đây nè. Bỏ vô túi đây. Bây giờ mình còn bây giờ mình còn đào chuột được vài ngày nữa cả nha, vài bữa nay là người ta xả hết á. Chuột bây giờ cũng đang ú mình bắt mình ăn là rất là ngon luôn. Ở trong đó đi ra, trong đó đi ra. Trong đó á, chuột vô. Ở trong này nó bò ra. Có cái hang đó nó thấy gì kìa ông ơi. Được hai em chuột. Giờ đây là chuột dồn không à. Còn không biết còn hang. Cục lại đi, cục bọc đi.
Dính không? Chạy ra đường nào đi. Biết luôn. Giờ toàn là đất, đất nẻ không à. Còn nó đất nẻ không, đi ra mình đường nào mình cũng không biết được luôn. Rồi để vô chút. Ba thằng. Ờ, tới chưa? Ờ. Ủa, đó. Đưa cái lưng kìa. Ui. Bấm đuôi lại chú. Bấm đuôi. Không biết cái đầu nó nằm đâu. Con này con khác nữa. Con khác. Còn nữa. Chụp vô. Banh tiếp. Ừ, ở trên vậy đó. Cái gầu cái đuôi đi, cầu cái đuôi. Dính. Mày hả bự. Ơi, còn hai ba con luôn, còn nữa. Này chờ chút, để vô còn nữa. Còn con nữa. Dừng ra, đó, nó đưa cái đầu kìa. Đưa cái đầu kìa. Lên em ơi. Đó, từ từ đi. Ngồi lên. Ra đâu? Từ từ. Đến. Con nào này uống chút, còn nữa. Còn nữa hả? Ừ. Uống chút. U qua cả nhà. Lú đù. Vô chuột vô mà nó cắn đó. Yeah. Bữa nay vô mánh rồi cả nhà. Đợt chuột vô. Nãy giờ chạy ra mấy con rồi. Còn ăn xuống nữa chứ chú. Còn. Có kiếm hàng ếch chú ơi. Chút qua mình xử hàng bên kia luôn cả nhà. Hàng bên kia nó chuột kia, nó chạy qua nó báo mấy con chuột kia nữa rồi. Nó báo tin rồi. Lú đuôi. Đó cái đuôi kìa. Coi còn mấy con chút. Từ đây một em nữa, còn nữa nữa bắt chuột gì nữa phải sướng. Bây giờ mấy em mà cả nhà nè, con hàng một nè. Này, nữa kìa cả nhà ơi. Còn nữa chuột vô ơi, vô Vô. Đó. Ê. Chết bà chạy ăn con rồi. Lúc kia rồi. Sao tung cái đường nào hay vậy? Chú cục đất đây nè. Cục đất gì mà tung cái được. Vô chú em tìm cục đi. Ồ, thấy ăn con ừ. Tức quá ẹ. Em cái đất làm chú. Lỗ này. Ở cái lỗ đó chị con em là gì mà còn chạy được hay à. Ra hết một con rồi, nãy giờ ra mấy con rồi. Còn chút. Còn. Gì nó lên cái hàng đó luôn. Hàng mọc đâu cả chục con chuột cả tràn. 2 4 6 7 8 9 10 con rồi. Dầm dầm nó có hàng không? Mình tắt ra máy mình kiếm hàng ếch tiếp chú mình. Kiến quá kiến. Chuột dái. Còn không? Chưa biết. Đi. Một hàng một cả chục con luôn. Ơi. Dính. Chạy hả? Nhà con đạp cái giò cái nó hết hồn. Cắn mày.
ăn xuống hả chú? Ăn ngược cái lợi đó. Ăn ngược cái lợi. Nó chạy quay nè, là lấy cái giọt nhá nó, cái nó hết hỗn đảo ngược rồi. Còn à. Cùng à. Còn nữa. Đây có cái hàng đó đây. Còn ở dưới cái hàng đó chú. Còn. Chú hết thì vừa thôi nha. Tại vì giờ chuột dồn á, nó tung á. Ủa cái hàng láng bóng vậy. Ở nữa cả nhà ơi. Bữa nay là vô chuột dồn. Một hang một này cả nhà, mười mấy chục con luôn. Đi miên mổ chuột luôn. Miên mổ chuột con. Em đó, đó 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 đó. Đó. Kìa kìa kìa, trống kìa. Ôi nó dồn trống kìa. Nó dồn trống em là chú ơi. Em là chú ơi. Em là chú ơi. Còn đây cái hang trên là hang khác nữa nè. Thì bây giờ con nó không, nó dồn lại nó ở nhất đâu phải nhất thiết nó ở hang. Đó cái đuôi đó. Có em bệnh chực cứng nha. Có em rồi. Thỉ. Bị dưa nha. Đi ra là tức lắm á. Quá trời chú con. Mày bật lấy mang chuột qua chỗ khác đi. Quay. Nằm dưới, nằm dưới. Còn hàng dưới lên. Tới chưa? Chưa. Rồi cứ xuống còn coi cái hang ếch lại. Em là hết rồi đó. Hàng trốn rồi đó. Tới cái gì? Tới chưa? Chưa. Sắp tiêu rồi. Chú đuôi chưa? Đuôi. Đuôi, đuôi đầu luôn. Người dưới đó con ém là hết rồi. Quá khứ rồi cả nhà ơi. Một hang một. Cái này tầm 2 kg. Ôi, ôi. Vô hang này luôn rồi. Rồi đó, bỏ đi. Tới giờ. Đó. Dính. Trời con chuột gì vậy? Giải. À, chú đi nó có chung ra đâu. Đó, đu 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 đu. Đu đu. Mấy cái hàng đó phải không? Em lại nhờ em là không em lại đi hết rồi. Một một hàng một. Còn đuôi nữa gì kìa. Còn một cái đuôi đó đó chú ơi. Đuôi nữa. Quá khứ chuột rồi. Anh em ô cả nhà ô. Đuôi đuôi nữa kìa. Còn nữa. Còn nữa. Bữa nay vô mảnh nè. Chuột chuột chuột. Máy quay quá lâu đó cả nhà, nó nóng. Nó nóng nó ngắt. Trời ơi. Này 3 kg luôn rồi chú ơi. Còn hết. Chưa biết. 3 kg luôn. Một hang chuột có 3 kg. Chạy hết mấy con nữa. Chắc hết rồi giờ ơi. Tới đó rồi đó. Đâu hàng dưới đâu.
ở trong đó, ở bên đó nó chút nhiều chút phải nó cắn chít chít này đó. Hàng này nãy em nghe cắn chít chít đúng không? Ừ. Cắn chít chít là nhiều quá nó chạc chội á. Cớ nữa. Cớ nữa hả? Đu đu nó chạc chội quá nó cắn, cắn nhau. Đó đó cái đầu lên cái tay không? Còn không? Chưa biết. Hết cái gì? Hết cái gì? Còn cái dưới nữa nha. Ở dưới nè. Ừ. Nhà cô chú anh chị thấy không? Một hang chuột một tầm 3-4 cái chuột luôn. Đang ngu cầm mỗi cái tay luôn. Nè. Một hang một. Một khoảng nó lên hang đó thôi. Tại cái tháng này nè cả nhà, bây giờ nè cả nhà. Bây giờ là người ta đang phúc đất hết trơn. Đó, phúc đất, người ta phúc đất hết trơn, nó không có chỗ nó trốn đâu. Nó dồn vô mấy cái bờ đất hết trơn. Rồi lúc mà người ta chưa có phúc á thì nó còn trốn ở trong mấy cái đất nẻ. Giờ người ta phúc ta sửa sạn xả lại hết trơn rồi. Rồi nó kiếm chỗ nó trốn rồi. Nó dồn rồi. Giờ là nó giờ là anh em nào mà đi đào chuột hay là bà bắt dồn không á? Thôi ngắt ăn tới nè chú. Để xin phép cả nhà mình tắt một cái để mình keo coi cái kiếm cái hàng ngách cho ông chú cái tới nữa cả nhà ơi. Nãy giờ mình kém hàng ngách tiếp chú nè, nãy giờ đào có một hàng một nè đó, một chú xíu lắp lại cũng đã luôn. Tới chú cái chú bự chú bự kiếm cái đuôi chuột bự. Chuột cái, chuột cái. Chuột cái. Đấy, đào gọi lắp. Đi đào đi, đào gọi lắp. Nó bệnh kìa. Không nghe bệnh không? Nó bệnh á. Nghe đó. Bệnh đang cắn nó bệnh á. Bệnh đang cắn. Cắn lộn. Đó. Nữa hả? Đu đuôi nữa. Đu đuôi nữa cả nhà. Bữa nay vô rồi cả nhà. Vô mánh rồi. Một hang một mấy kilo chuột. Công nhận thiệt. Ăn lên cái lỗ trên ém là rõ ràng. Rõ ràng ém lại. Rõ ràng ém lại. Không ém lại là anh đi rồi. Qua đây chú ơi, qua đây cho anh chị. Đó, cả nhà thấy chùa. Chuột này công nhận là nó ú dữ lắm, ú luôn cả nhà. Mở dữ lắm, mở luôn. Chắc hết quá ha. Hết ha. Hết chưa? Hết rồi. Cả nhà bây giờ hai đứa cháu sẽ tắt máy. Tạm thời tắt máy cái nhà để là lắp cái bờ đập là cho chủ đất cả nhà. Rồi xong cái hai chú cháu qua bên đó đó, tại vì chuột của bên đó nó đang cắn kêu chít chít à. Chú ơi, là uống nước cái đi rồi lắp lại chú ơi. Ok. Vậy là cái hang bên đây nè, hai chú cháu đã lắp lại rồi cả nhà. À, chúc cho ông chủ đất ông chủ đồng nước mùa tới này sẽ trúng mùa nha. Bây giờ hai chú cháu sẽ qua bên cái bờ bên đây, tại vì nãy chuột chạy bên đây nè,
qua đây là nghe chắc 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 cắn ổn này quá trời luôn nè. Tiêu hàng chú à, chú ơi đang ở đây nè, chú đang ở đây nè, nãy con dậm đây là kêu cái chắc đây nè, nghe chăng cái đó, nghe chăng cái đó đó, kêu cái chắc mà hang bên bển sao đây ông có ém hay chưa, bên đây không có hàng, không có hàng, còn mới dậm anh kêu cái chắc đó đó, có hàng không? Ê, đó rồi, còn mới dậm anh kêu cái chắc đây mà đó, lú đuôi có con ếch nữa, con ếch nữa hả? Ừ. Con ếch nó kêu cái chắc gì vậy? Đọc cho nó cho dạ. Không, bắt đi, bắt đi, bắt đi. Mở gì á, mở miệng ra. Không, ông lấy cái len này xuống đi, mở lâu lắm. Đó. Bóp đầu nó. Bóp đầu nó chi? Bóp. Ý là bóp, bóp cái đầu nó. Chuột đực, chuột đực. Được. Buộc nãy nè, thì mở hơi khó. Rồi. Chun vô. Con ếch đó hả? Ừ. Con ếch hình như con ếch nó kêu ẹt ẹt hả? Ừ. Kiến cắn à. Kiến cắn. Đây 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 đây. Nó. Chua hết. Ăn ếch. Ếch bự không? Anh ớt anh ớt ở bà nè, anh ớt ở bà nè, bởi vậy thì kiếm bà sao thấy rồi, em ớt luôn, em ớt luôn. Cho giờ ở chung với em chuột luôn, qua nữa đó. Ơi 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 ơi. Hay quá. Hay quá đi. Nó thấy mình hờ hỏi cái nó tuồn liền. Ừ. Hay quá. Mình hay quá chuột ơi. Cái chuyện nó cắn cái túi này cái nó đi luôn. Chưa bắt được chuột bự đó. Bắt rồi đó. Chục bự nãy đó, dưới ớt đó hả? Ừ. Đó là... à. Bên này ít hơn bên kia. Để hai cháu qua bên đây kiếm hàng nữa cả nhà. Có hàng hả? Hàng nhóc chưa hả? Hàng nó chung hoa đó. À. Chuột hả? Ừ. Cái hàng ơn sao chú đào chưa? Đó rồi. À. Chưa đi lại hàng này đào nữa. Nó chung hoa không? Hàng này cái gì đây? Hoa này. Ừ. Kiếm ngắt chú ơi. Bây giờ mình cầm một bọc chuột, có bọc được bọc lưới nữa cả nha. Buông ra thì không được. Buông ra chuột chạy chân. Không chút. Ngắt á. Xin chút. Nãy giờ mình lại đi kiếm thằng ếch cả nhà. Kiếm ếch phụ chú. Dính này coi còn nữa chú ơi. Chuột giờ không phải một con, một hai một con đâu. Ăn xuống đó đó. Còn. Có. Còn. 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 Nè nè, chú mở này tiếp coi. Con này cũng đực. Đực hả? Ừ. Giống bắt ếch thì đực bắt hết cái. Vô.
em à. Quá trời chuột rồi cả nhà, chuột này chuột mỡ không luôn, ngon dữ lắm. Lũ đuôi được quay cái kìa, buông buông cái tay cả đó đó, hai ba đuôi luôn hả? Ừ. Hai ba cái đuôi luôn. Hai ba cái đuôi luôn. Ở dưới đó con kiếm ăn hết kỹ lắm rồi. Vô vô bọc con ngắt đó gì? Ừ rồi rồi, đâu quá rồi, không liếm tôi đợi rồi nó đi ra luôn. Em bằng cái gì mà đi nha, hai. Hết luôn cái gì rồi? Nãy còn có thay hang nữa. Còn hang ăn của đâu không? Ăn cái chai. Rồi. Ôi chạy ra rồi. Ở đâu chạy ra đây con à? Nghe. Ngay cái bồi đưng ngay xuống luôn. Đó. Ê. Trời. Đâu chạy ra, chuột nhỏ bắt luôn. Ở đâu vậy? Biết. Đồng có kiếm hang ếch không? Ở đâu? Hang ếch kiếm ở đây hết trơn rồi. Con thấy sao nhúm nhích này, bỏ vô. Con thấy sao nhúm nhích đi nó vậy? Ê kìa. Đâu rồi? Kìa. Đừng có dậm. Đây. Bớt chuột rồi quay nữa hả? Chăm chú queo rồi. Chăm chú queo hả? Ừ. Đâu bị cái là cái thủng đạn rồi đó, biển luôn. Kiến không luôn. Kiến không, nó không ở đâu rồi. Rồi tắt máy lắm ba. Xin phép cả nhà mình tắt máy một cái, cả nhà mình lắp và đập lại cho chủ người ta, cho chủ đất. Rồi cả nhà thì hồi sáng hai chú cháu cũng có nói là đi sấy ếch với lại đi bắt chuột cả nhà. Thì nhung là có cái gì bắt cái đó, hôm nay hai chú cháu đi săn bắt. Thì đi bắt ếch thì cũng hai chú cháu đi cũng chưa được con ếch nào chân, mà vô cái phát hiện cái hang chuột cả nhà, nó cắn lộn nhau, nó kêu két hai chú cháu đào. Hai chú cháu đào là một nãy một hang không là mấy kilo hai chú. Ngoan mấy cái lô hai chú cháu đào thì mấy hang mà chuột nó chạy qua chơi đó trốn đó là được như này chú giỏi lên nghe chú. Đó một bọc luôn, cái này cũng khoảng tầm 4 kg á, 4 kg ạ. À. Bây giờ hai chú cháu sẽ mằng vài con nấu cơm ăn, cái gì ăn bún đi, bữa nay ăn bún đi chú ơi. Chuột kìa, cái nước vô. Bữa nay hai chú cháu sẽ mằng một mớ chuột, sẽ chuẩn bị cái buổi cơm chắc trưa cả nhà. Giờ hai chú cháu sẽ đi mằng chuột và che cái miếng bạc lên cho nó mát mát cả nhà, chứ giờ này nắng quá. Đây là cả nhà, chuột này cả nhà. Bắt có một hang đó là lâu lần 3 kg á, 3 kg chuột. Rồi mấy cái con chuột mà nó chạy trốn, nó chạy ra thoát được đó, hai chú cháu đào thêm mấy cái hang cũng được ký mấy nữa. Này tụ 4 kg á. Mà chuột này chuột mỡ không cả nhà? Nhà thấy chuột không? Mỡ lắm, chuột này chuột nãy. Cú không? Mỡ không nè. Giờ được con ếch nữa nè. Rồi con ếch luôn, con chuột nó hại con ếch. Nó nằm trong cái hang à. Thôi bây giờ đi bằng chuột chú ơi. Giờ hai chú cháu tạm thời tắt máy ở nhà, đi đi làm chuột. Chuẩn bị cái buổi cơm giấc chưa?
Rồi thì sớm giờ hai chú cháu mang chuột ở cả nhà. Đây là chuột nè. Cả nhà thấy chuột mỡ không? Chuột nhìn vô là thấy là nó muốn ăn liền, nó ngon, mỡ nè. Con nào con nấy. Mỡ lúc gì luôn nè. Nhà thấy không? Quá trời mỡ luôn. Đó thì ông chú đang bầm tỏi. Bữa nay thì hai chú cháu sẽ làm cái món chuột khìa nước dừa cả nhà. Đây này có trái dừa nè. Trái dừa này. Đây trái dừa. Chuột sẽ khìa với nước dừa và mình sẽ ăn với kèm với bún, và bún bỏ ngoài xe. Mình sẽ ăn kèm với bún. Bây giờ ông chú ổng đang sửa sạn, ổng làm ổng ốp rồi xong cái hai chú cháu sẽ khìa. Chuột khìa nước dừa ăn với bún, ăn với cái buổi trưa cả nhà. Giờ ốp chú. Ốp chú. Nhìn chuột mỡ trắng phiếu ngon. Hai chú cháu bữa nay đào có, nói chung là đào một hang rồi mấy con chuột kia nó chạy qua mấy hang kia, hai chú cháu dí theo đào thêm nữa. Chứ thật sự ra đào một hang đó là đủ ăn luôn chú, dư ăn luôn. Dư ăn. Hang công nhận gì chuột dữ thằng thiệt. Chuột ở đâu mà nó dồn vô cái hang đó quá trời đất. Hai chú cháu đi xe ếch mà kiếm hang ếch, mà tới đó nghe chuột nó kêu chét, chuột đào. Mình đào, hai chú cháu đào cũng không nghĩ là chuột nhiều như vậy. Đào từ từ sao mà thấy chuột hoài vậy. Chuột nó thấm thì chuột kêu thấm vô. Giờ chú ông để chuột vô ông khịa cả nha. Chuột quá trời mỡ luôn. Mình lấy chuột cho nó hơi vàng, cái mình chế nước dừa vô. Giờ nó sôi lên cả nha. Nước dừa và nó thấm vô đây nè. Ngon bá cháy và chát luôn. Giờ dừa thấm vô đó là ngọt. Wow. Chuột khìa nước dừa nè cả nhà ơi. Nhìn ngon ghê không? Vàng ẻo luôn. Rồi cả nhà thì hai chú cháu thì chuột cũng đã xong cả nhà rồi. Chín rồi nè. Chín rồi. Đó, cả nhà thấy chuột không? Ngon không? Đó thì chuột bữa nay chuột khìa nước dừa ăn kèm với bún với dưa leo, cầu sống. Cầu sống, dưa leo. Rồi hai chú cháu xin mời cả nhà cũng như cô chú anh chị và các bạn trong nước và ngoài nước giờ dùng cái buổi trưa với hai chú cháu nha. Mời cả nhà đi chú. Mời cả nhà dùng chuột khe nước dừa với bún nè cả nhà. Về dùng ngon không, mời không? Ngon không? Ngon. Chuột mỡ không? Mỡ không à. Quay cái mỡ lên cho cả nhà xem cái cảnh. Đó. Con nào cũng lấy mỡ không rồi cả nhà. Mỡ không. Ra gì nè đó, càng vô. Ngon à. Quá êm mềm eo luôn, quá ngon. Chuột khi được dừa mà còn gì nữa. Thưởng thức giữa đồng nội luôn cả nhà. Hai chú cháu bên này làm thưởng thức giữa đồng luôn nè, che tấm bạc luôn, che tấm bạc, thưởng thức món chuột khi được dừa giữa đồng nội luôn. Hai chú cháu vừa bắt chuột ở bên cánh bên đó lên cả nhà, ở bên cái dừa cái đám cây xanh xanh đó, đi qua khỏi cỡ hai cái miếng lúa là tới chỗ bắt chuột ngay chân đường nước luôn. Giờ đặt máy xuống mình ăn với chú cả nhà. Rồi xin mời cả nhà dùng buổi trưa với hai chú cháu cả nhà ăn chuột khìa nước dừa.
Dạ thấy chuột không? Mở nè. Bên kia nước chưa nó chảy mở ra bớt á. Giờ là thử miếng nha. Ngon không? Thấy mềm ngon quá vậy. Ngon quá anh em nào. Nhớ xem cái đĩa. Gió làng quê của hai chú cháu tôi ủng hộ nha. Rất cảm ơn rất nhiều. Cắt ra gì dễ ăn lắm. Cái nữa. Đó, giờ mình cho chén bún cả nhà, đổ bún rồi. Đó, chờ miếng gạo vô. Chuột chờ miếng con gì luôn mới đã. Chuột mình bắt mà. Mình làm đào bắt có mà đâu phải mua đâu. Chuột kìa, ăn gì nó ngon. Không nhận thơm một cái dừa ghê chà. Chuột cục phở. Mùi nước dừa chị thơm ghê. Quá thơm mùi dừa. Chờ miếng leo cho tôi nghe. Chắc là sẵn gì. Ham tật. Không nhận đào chuột chỉ mới ham. Hàng quá trời nhiều chuột cái hàng đó. Nó mà nói đúng luôn cái hàng nó tầm từ 2 kg chuột đó lên. Vừa bắt chuột xong cái hai chú cháu làm khi nó vừa rồi xong cái thưởng thức giữa đồng nội luôn, gió hiu hiu mắt cự. Quá mắt. Chào không? Chuột có mở gì nè. Con tôi hấp cơm mẻ. Bữa gì bữa nào có ẩm. Làm một clip chuột thầu trao cho cả nhà xem. Chắc mời làm luôn á. Tại vì chuột bây giờ còn chú à. Cái trời ngày nữa hết hết. Người ta mà xả búp bắt lên xả điều hết chân là hết chuột. Bây giờ còn mấy cái cỏ non non này nè. Lúa non này nè. Năng nó ú. Chớ về bữa nữa là ốp. Giờ bữa nó không dám ăn. Thuộc chưa. Giờ chén nữa. Gặp gì vô luôn nhà cho nó dễ cho nó nhanh gọn. Chàng miếng nước mắm lên gọn lẹ đó. Nè chuột nhỏ này, chuột nhỏ gì cả nhà thấy gì, con chuột nhỏ này ăn nó mới ngon, nó mềm. Cái con chuột bự thì nó còn xương, chuột nhỏ này quất luôn, nhai luôn xương. Gắn làm cho hết luôn. Quất vô cái phơi mỏ luôn. Mỡ nó béo. Chuột nó mềm. Đúng không? Ừ. Này con này nhỏ anh chú. Ừ. Đấy. Ừ.
À, chờ thêm con này nó được thế nha. Nó thấy không? Này chuột nè. Wow. Chờ mình con luôn. Béo mà còn hầm tỏa được luôn, nó béo mà ngon quá mà nó béo nó ngon mà không tả kiểu nào. Phút mình cái này mới xuống nè. Chú Khiêm chị cũng vừa ăn rồi đó, còn lấy mắm cũng được, lấy chút miếng mắm vô dặn đi là khỏi chấm nước mắm á. Vì ngon vừa luôn. Ăn luôn. Ăn mà. Vậy là clip của hai chú cháu xin tạm dừng tại đây cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha. Nhớ xem video tiếp theo ủng hộ cho hai chú cháu nha. Xin chào cả nhà nha. Chào.